làm mà thật bông hoa mang kiểu được. Mày mở máy đi. Cái hôm một bữa kia thủ khói lại tức cười. Cái chỗ lâu rồi em nói cái chỗ của em lao nó cũng phải một lần này nha, thời điểm của em cũng phải về trồng khỏi luôn là lương tạm nhiều. Không, em chụp phim chưa? À không, gần 10 triệu lận, chụp phong là 1,5 triệu, mà chụp phim chưa là 2,3 triệu. Thì thêm mấy tấm ngăn tin xe nữa cho khoảng 3 triệu. 3 triệu thì thêm ngay cưỡi 6 triệu nữa chúng ơi. Ngay cưỡi là có 3 mức 4 triệu, 6 triệu, 8 triệu tuy mình có bao nhiêu? Không, chụp ảnh riêng nữa vì vì hóa riêng nữa là gần 10 triệu. Còn cái gọi ngay cưỡi là 6 triệu. Vì làm ngay cưỡi á, đời làm quen biết luôn. Đời làm cái hành cưỡi là đẹp được rồi. Ngay được các bạn đã ngủ sẵn rồi. Hôm nay đi mình đã ăn rồi. Ê, con nhiêu con chỉ 450 cân. Về bạn cân lên tạm nha. Ừ, 20 của nhân, 20 của nhân.
Đâu mà đi đi mẹ có chuyện đưa tiền đưa bạc ở nhà có tiêu không? Ở nhà là làm lương 7 triệu là dư 7 triệu. Thế này. Chứ cũng như sao cũng ăn. Chạy vô đây nhà em đổi được nực lỡ. Nhà em đổi nực lỡ chị nè. Nực lỡ cũng được đi. Ông cô rủ tiền á. Ngày nào là đi rủ tiền mới chơi mình. Mà anh nói tao biết gì ạ? Bởi nên mới rủ tiền á. Ra qua tao rủ. Chuyện đó tại tao. Trục lại tiền. Chính cộng mua đây. Thả mơ bí. Bây giờ tôi phải gặp em đi. Đứng lên, nghe hàng
chị bạn biết. Em đang chị gái, em chưa có anh đi tìm. Momo là mình tải vì mình tạo tài khoản thôi hay là mình có đăng ký chứ nữa không? Bị hết tài mẹ hết. Ê làm như ta hiểu cho Mỹ là nhận được cô à? Ừ, nhận được nó có cái gì không? Không, hình như vừa được. Trong em có làm rồi mà em dùng mà em sổ hay đăng á. Nếu là em đăng ký vô xong rồi em lấy lại một khẩu hết. Mà có bị gì ạ? Con thư thư chuyển bằng tiền theo bay à? Em có bị gì ạ? Mình chưa bay tiền mới có mình xóa rồi dùng Momo em hoàn hơn. Ừ, dùng Momo phải xác thực cái hàng xác thực kia nữa. Mà mình chuyển bay rồi chuyển tiền mà trên 2 triệu 3 triệu lần mắc phải có tin nhắn mã xác nhận về. Thì cái chiến có mà OTP nữa thì bên kia là chỉ có những ngân hàng không? Hẳn là ngân hàng số hẳn vẫn có thẻ hẳn vẫn có cái. Có bên Momo có tin gì ấy? Momo là hẳn là một cái app thôi. Mà chuyển nhiều cô cũng phí không? Không. Mà tại vì Momo họ dùng nhiều lắm. Vì vì sao bây đăng ký rơm ra rắc rối lắm. Thằng có chụp ảnh chụp đô vì vậy chụp mấy luôn. Thằng bên nhìn nữa. Bên này nó cột lắm. Bên nhìn bắt sắc sắc mình mặc nữa. Thằng chỉ dưới này. Ý là mọi thao tác là cho làm tên điện thoại chứ không cần phải có những cái tên. Mà em đăng ký chứ nào, cứ em có đăng ký được. Việc trong em có làm là điện thoại. Chỉ cần em nhập cái hộ khẩu rồi lấy lại một khẩu. Có một khẩu mình cho tất cả một khẩu là được. Khóa đăng ký là chứ không có sổ mà bây giờ mình sẽ Thank you.
của ai. Ngon buổi đầu vui cho tê. Mà lâu 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 xong sẽ đi mua cơm hiện về ta tập làm mua lần tay. Tại vô vậy. Ba người vui, bốn người buồn. Bốn người vui, ba người buồn. Ăn thử mò không hiểu mới. Ăn thử mà ăn cái tạm miệng rồi á. Miệng đau lần bận, miệng lại. Đúng rồi, bạn chị cha lúc khó. Ngắm chặt lấy nó, chứ nó gặp cái gì đó. Không có biết là ngon cảnh nhạc. Ở đi với ổ giống, ổ tắm tắm rừng á. Bông. Đến đây mà có đi mà ăn vài miếng cho bên nhà này nhạc lắm. Này em phải tìm nhạc để mà
sổ. Mày mua cái máy này về nó được đó. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ phỉ đó. Em kêu trong em đi cho đang thả cái siêu to khổng lồ của phỉ nữa. Gì? Có bao hồng khoáng loại là tạm kiếm tôn khỏi tinh thai để nói. Không hỏi chứ cũng người ta rằng trong không hỏi chứ hồng nghĩ vừa đẻ ra có một người ngay đây khỏi nói. Tôi bao nhiêu mà chẳng bao nhiêu. Đẻ ra có một người là khỏi đi xét nghiệm. Em chụp, ai quên cho chụp. Chứ em không nghĩ cái cả em một người nào mà ta biết được em nghe chị kể. Nhà trong đó trong chi tôi lắm. Em hỏi qua em mượn
thì mình sẽ trả những cái tiểu nốt đó thì chị em tìm được bạn là người làm gốc ở đây luôn chị vừa thắng và vào trong này cảm yêu tiên người với em cho chị em cực tốt lắm mà về đây từ khi xưa cũng là một kinh nghiệm chị em đánh với em từ khi chân quen nó lên xuống nó còn đăng chân thành cái thời quen luôn chứ giọng gửi tiền ra cho em là giọng như thời quen đâu mà thấy ít khi mà nghe chị gửi ra được đó rồi vừa thắng hạn nếu gửi tiền ra cho ông đô à bị đồ và xong nó thấy nó gọi mất em cũng có làm phiền rồi chị tế chị nữa gặp cái tỉnh mình được mình ưa đó mà mình nói thôi đi họ vợ chồng được lo được khi mua mà chịu anh thân buổi ở cũ mà vậy rồi thế em đang đi tặng gì thì sẵn không bự bự thích ăn mình sơ bự đi đâu dâu á chắc sẵn bự cái chiều Gọi đi ạ. Gọi đó.
lên ăn ngon như vậy cả. Đập chị là chị ta thì chị cũng hỏi chị muốn mời mọi người ăn. Để hai cái đi chứ ăn cơm sống ở đồng biển còn ai cũng có đi được sẵn ăn. Mẹ mẹ trụng sẵn hả chị? Còn một đợt mà em phải đâm quỷ lại bắn lại là bông thì mùi xài với cái mùi ẻ này ăn mưa lắm, ăn chắc mà đau cổ lắm, đặc cổ lắm. Chị bỏ yên thôi. Có động lực uống thì em uống được con mà đợt mà em tê tay tê chân thì cái này em uống tê tay vì giật chân mà uống được không chị? Nó giống như mà kiện bo thì kiện chất thì để lắm không đi đi đây tới chưa đi được.
thì sợ lên thì thèm cứ đuổi ngắn mình thì giúp chịu hơn. Con cái thằng con ngón tay này đó chiều à. Về biển về lại bên đi còn ốc con đô là cho cái bất khách là đóng á kiểu giống như chạy không biết được đi không có lan và sọ gì hè nó đó không biết á bằng cờ phí phí tất nhiên á về là em là phải chỉ cho con biển đông về lại đây sọ luôn rồi hay ra đường chơi giống như đơn sơn cả đó chạy đến chạy xuống á đấy chứ xanh như xanh ở đây này. Thank you.
bảo chị đó, chị đi xe thì chị bảo ảo cũng không gì xe là cái này mà chị bị điên mà nó chị bảo ảo cũng chị mua cái bồ điên mua đứa à, chị hay mua cái đồ bồ điên mua đứa nên phải gia em mua thức mà mà ở đấy có à mà gia thì ở đấy đó có cái là trí mất thì cho em xin nó cứ lỡ thì cứ tâm hoa lông xuống tôi có em biết không mà nhé đi về tìm đi đơn đơn thử anh cứ em mới mở này tự nhiên hỏi cái bút có ai tin không để đó thằng đằng điệu rồi điệu ta đằng điệu vậy đó để hỏi được điên không vậy đó điệu phải hỏi rồi không chính là tiền gấp
phải chị ha, chị chủ ha, rồi chúng mình nam mình cắt làng lưu chữa, hỏi chị tăng lưu chữa. Bạn sáng hồi xưa nhưng mà mình nhớ chứ. Dì cười, dì cười mà đau khổ lắm. Nè, gẹp. Dì gẹp á. Mặt chị hồi xưa của anh sẽ nói chị em kiểu mới thẳng ở đây đấy, thì mọi sự cũng thẳng với mày, thì phải cùng
mình gặp sống người có cho chiều gì hết luôn. Nhưng mà cái năm này chị 21-22 tuổi chị thôi. Cái này chị 21-22 tuổi chị. Cái bàn nó bấm đi mãi đi. Điều anh sơn phủ phang lắm, cứ ăn xong rồi tôi chửi. Chị được khối, chị hoang đoan hoang mà. Phải lắm ra giọng mày con ở con sớm. Wow. Siêu phẩm chưa? Chị là em siêu phẩm. Du lịch à? làm sống sớm. Không tiền, không con, không cái, không tiền, không bạc. Cái cấu cái tí của em là em lực nhất. Cái câu thứ tư của em là em hay nói đúng với em luôn. Nhà em cửa ông lập công đài, tiền bạc công việc không đôi thì có còn khó không? Thầy cái làm khó rồi mấy cô khó không? Bỏ ra chứ làm được đấy. Ê, chị mà vì chú chứ chị đang mình cười ai đi nữa mà chị thấy ô dấu khóc là chị khóc thôi. Chị nào? Bị dễ xúc đúng. Ừ, em mới thấy kiểu đây là em mất mắt buổi em ngủ ra là mái mắt em sưng hết. Em nó bị kéo qua cành giống như có thể có ở trong cái xã cái đô nữa mong kiểu nha đã tỏ được cái kiểu họ từng sau đấy em lại không cười nữa nha khi nó không chụp tiếp mất không cái môi nghe có hạn từ những cái quán đi đây lâu đi học còn đi mất thì cũng phải là kiểu mọi cái kiểu người già họ ở đây người già khỏe trong cùng lợi được hơn họ mà em biết cái cảm xúc gì họ em mời em. Rồi đi qua đảo đi. Mọi người nhà của họ cộng với lại em có thể thấy đẹp, thấy họ một siêu đến hiệu sử dụng. Họ cười là thích gì? Em dòng họ là bước
cho vô là không vô. Và sau đây là hai bông hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Chúng ta cùng hướng nhau về cổng để chào đón cô giáo chủ trì. Tay trong tay, vai kề vai, dẫn nhấp nhiều nhau đi đến lâu đài tình ái. Đi ba bộ bất xỉu luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Milo. Milo bỏ.
Một mắt bất lo, mắt đó cái này bị chia thủ thủ. Con chia hủ cộng nó chia điên lắm.
tại cho bạn quá đây kia. Mình sẽ phải bật cái thuốc cho nó tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.